người thân nói gì khi Hồ Văn Cường im lặng lúc Phi Nhung nhập viện? Phi Nhung nhập viện trị Covid-19 hơn một tháng. Người thân và các con nuôi liên tục cầu nguyện, nhưng Hồ Văn Cường vẫn không có đả động gì khiến fan rất lo lắng. Từ khi Phi Nhung chuyển nặng, phải chuyển viện gấp để điều trị Covid-19, hàng ngày cộng đồng mạng đều nhận được những bài đăng cầu nguyện mong nữ ca sĩ sớm bình phục của người thân, khán giả và các con của giọng ca Bông Điên Điển. Thế nhưng Hồ Văn Cường, người con trai nuôi thân cận của cô, lại im lặng không có hoạt động mới khiến đông đảo cư dân mạng lo lắng, không rõ tình hình hiện tại của nam ca sĩ nhí ra sao. Bên cạnh việc cập nhật thông tin về bệnh tình của Phi Nhung, Hồ Văn Cường, người con nuôi nổi tiếng nhất của giọng ca Chiều Lên Bản Thượng, cũng được dư luận quan tâm không kém. Trong suốt thời gian nữ ca sĩ nhập viện, giọng ca sinh năm 2003 vẫn không có đả động gì, điều này đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng nam ca sĩ thờ ơ trước bệnh tình của mẹ nuôi. Trước những ý kiến ngày càng lan rộng, người thân của Hồ Văn Cường cũng có đôi lời chia sẻ. Người này viết: về Hồ Văn Cường đừng trách cứ nó làm gì, tình nó nào giờ rất thụ động, ít thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội lắm, bởi thế nên nó mới dễ bị dụ. Đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của nó. Ngoài ra, thời gian gần đây có rất nhiều đối tượng lợi dụng việc Phi Nhung nhập viện tung tin đồn, tin vô căn cứ khiến cộng đồng mạng hoang mang. Về sự việc này, người thân của Phi Nhung chỉ rõ: mệt mỏi với những người đưa tin bất chấp. Có thật sự đúng như vậy không thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Có thật sự thương không thì chỉ có những cuộc bể dâu đã trải qua ta mới hiểu. Ai cũng muốn chứng tỏ mình là người đầu tiên đưa tin, tin của mình là chính xác. Xin thưa, chúng tôi rất mệt mỏi với những cái like trên mạng xã hội màn tít giật gân ạ. Làm ơn bớt bớt dùm, xin đội ơn, khi nào có phát ngôn từ gia đình và người quản lý thì hãy đưa tin. Còn lại câu like mệt lắm nha. Đến thời điểm hiện tại, con gái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm hiện đang ở Mỹ và không thể trở về Việt Nam bảo hộ cho nữ ca sĩ. Theo chia sẻ của siêu mẫu Xuân Lan, Wendy đã đại diện gia đình làm giấy ủy quyền cho Việt Hương. Nữ siêu mẫu chia sẻ, diễn viên Việt Hương là người đại diện của Phi Nhung ở trong nước. Ngoài ra còn có em Khánh Vương, chị Diễm Phạm, anh Đỗ Quang Trí và Xuân Lan là những người theo sát thông tin của chị Phi Nhung trong bệnh viện. Khi những người này không cập nhật thông tin gì về sức khỏe Phi Nhung thì chị ấy vẫn đang được chăm sóc. Tình trạng sức khỏe của giọng ca Chiều qua phà Hậu Giang đang là một trong những vấn đề khiến khán giả, người hâm mộ quan tâm nhất nhì trong thời điểm hiện tại. Đến nay, gia đình thông báo hạn chế cập nhật thông tin bệnh tình của nữ ca sĩ. Đặc biệt, người nhà khuyến cáo không nên tìm đọc các thông tin sai lệch, tránh gây hoang mang người hâm mộ và ảnh hưởng đến gia đình. Theo đó, sáng ngày 25 tháng 9, quản lý ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng. Nữ ca sĩ vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Phía quản lý nói thêm, có rất nhiều thông tin gây nhiễu loạn về bệnh tình của Phi Nhung khiến người thân không khỏi bối rối. Không chỉ riêng Phi Nhung mà những bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác đều được đội ngũ y bác sĩ chữa trị hết lòng. Quản lý nói thêm, bệnh này khó đoán nhưng hiện tại, sức khỏe nữ ca sĩ đang có tiến triển từng ngày.